Mến chào các bạn cùng đến với Quyền Ý Lực Sống của tôi. Hôm nay là ngày thứ ba thuộc tuần 15 một thường niên. Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Matthew chương 11 từ câu 20 tới 24 và bài suy niệm sau đây. Khi ấy Chúa Giêsu của trách các thần đã chứng kiến nhiều phép lạ người làm mà không chịu sám hối. Hỡi Corazin, khốn cho người. Hỡi Bethsaida, khốn cho người. Vì nếu đã xảy ra tại Tyro và Sidon các phép lạ diễn ra nơi các người, thì họ đã mặc áo nhậm rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét Tyro và Sidon sẽ được xét xử khoan dung hơn các người. Còn ngươi, hỡi Ca Phạp Na Um, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục. Vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sodoma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy ta bảo thật các ngươi, trong ngày phán xét Sodoma sẽ được xét xử khoan dung hơn người. Các bạn thân mến, tuy Chúa Giêsu và các môn đệ đã nhiều lần đi rao giảng tin mừng cũng như làm nhiều phép lạ ở các thành phố Corazin, Bethsaida và Capernaum, thế mà dân chúng ở đây vẫn cương lòng và phủ nhận những lời giáo huấn của Chúa Giêsu. Đứng trước sự cứng lòng tin của họ, Chúa Giêsu đã phải có những lời nguyện rủa rất đau lòng sau đây. Khốn cho người Corazin, khốn cho người Bethsaida, nếu các phép lạ đã xảy ra cho các ngươi như từng xảy ra ở Tyro và Sidon, thì ở đó người ta đã ăn năn sám hối rồi. Tin mừng Thánh Matthew chương 11 câu 21. Và Ngài còn nói thêm những lời khiển trách khá nặng như sau: trong ngày phán xét Tyro và Sidon sẽ được xét xử khoan dung hơn các người. Chúa Giêsu đã phải lên tiếng cảnh cáo họ sẽ phải chịu cuộc phán xét nghiêm khắc hơn những nơi khác. Tương tự như trong thời Mô-xê, thưa các bạn, dân chúng cũng đã có những thái độ như thế. Mặc dù công chúa Pharaon có tấm lòng nhân ái mở rộng, quảng đại đã đón nhận Mô-xê, dù ông chỉ là một đứa trẻ của dân tộc nô lệ. Công chúa không những đón nhận Mô-xê mà còn đưa Mô-xê vào cung điện để nuôi nấng dạy dỗ như một hoàng tử. Trong khi đó, hai người đồng hương của Mô-xê chỉ vì tự ái cá nhân nên đã chối từ Mô-xê. Họ chẳng quan tâm đến Mô-xê, không chấp nhận lời khuyên giải có tình có lý của Mô-xê, mà lại còn sinh lòng thù hận muốn làm hại Mô-xê. Thưa các bạn, thói tự ái kiêu căng đã khiến tâm hồn họ ra vô cảm trước các giá trị thiêng liêng và trước cả vận mệnh của dân tộc đang bị nô lệ nữa. Họ xứng đáng bị xét xử nghiêm nhặt hơn công chúa Pharaoh. Có thể nói được rằng những lời khiển trách của Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay được xem như là những lời tổng kết về kết quả của công việc rao giảng mà Chúa Giêsu đã thực hiện tại miền Galilea, Capernaum, nơi quê hương của chính Ngài. Các sách tin mừng cũng đã cho chúng ta hay biết tại Galilea, Chúa Giêsu đã mời gọi một số môn đệ bước theo Ngài. Nhưng như chúng ta được biết, là chỉ có một thiểu số nhỏ đáp lại lời Ngài, còn lại đa số thì vẫn lơ là, không màng trí. Nên do đó, Chúa Giêsu đã khiển trách họ, nếu các phép lạ được xảy ra tại Tyro và Sidon, thì họ đã mặc áo nhậm rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Phải chăng lời cảnh cáo của Chúa Giêsu cũng là lời cảnh cáo đến cho thế giới ngày hôm nay và ngay cả cho mọi người chúng ta?
Tội lớn nhất của con người hôm qua lẫn cho đến ngày hôm nay vẫn chính là tội không tin nhận có Thiên Chúa, không tin nhận vào quyền năng của Ngài. Thậm chí đã có một thời mà người ta tuyên bố rằng Thiên Chúa đã chết. Đã có lần người ta đã lên tới tận cung trọng, rồi tự hào bảo rằng chẳng có Thiên Chúa đâu cả. Và cũng có một thời người ta cho rằng khoa học tiến bộ sẽ là lời giải đáp cho mọi vấn đề, và lúc đó khoa học sẽ trở thành là nấm mồ chôn vùi Thiên Chúa. Thật vậy, thưa các bạn, con người ngày hôm nay rất ảo tưởng và ngây ngô khi nghĩ rằng một tay che kín cả bầu trời, nên do đó không cần có sự hiện diện của Thiên Chúa nữa. Họ như muốn loại bỏ Thiên Chúa và tự tin trong thế giới thực nghiệm. Nền tảng của con người ngày hôm nay được xây dựng thuần túy trên những phát minh khoa học với những thỏa mãn trần tục. Đây là những chọn lựa thật sai lầm mà chúng ta thấy thế giới ngày hôm nay đang bước đi. Trong một cuốn nhật ký của một người thanh niên đạo đức được ghi lại trong tuyển tập Hosanna mà tôi muốn đan cử ở đây để minh họa, là trong cuốn nhật ký này người ta tìm thấy những dòng tự thuật như sau: bước ra khỏi nhà sách một ít, tôi nhận ra số tiền dư mà chị bán hàng mới đưa lộn cho tôi. Lương tâm tôi nhắc phải sống công bằng, nhưng tôi đã tự trấn an, nhằm nho gì ba cái lẻ tẻ đó. Hơn nữa, đó là lỗi của người khác chứ đâu có phải là lỗi của tôi. Và như thế tôi tiếp tục bước đi. Tới nửa đoạn đường, chân tôi cứng lại như có một sức mạnh nào đó níu kéo lại. Khi từ đáy lòng của tôi lời Chúa đã vang lên: khôn cho người. Tôi tự nghĩ chắc hẳn Chúa đang buồn vì hành động của tôi, vì tôi đã biết Chúa nhiều. Sau giây phút ngập ngừng, tôi quyết định trở lại hiệu sách và hoàn lại số tiền cho chị. Chị nhìn tôi cười thật tươi sau tiếng cảm ơn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy được nhẹ nhàng cả người như thế. Thưa các bạn, sau hết, tôi muốn dùng nội dung của câu chuyện này để giúp chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa, lạy Chúa xin cho mỗi người chúng con luôn biết sám hối theo lời của Chúa dạy, và xin cho mỗi người chúng con luôn biết nhạy bén nhận ra mọi lỗi lầm của chính mình và biết thi hành lời Chúa để khỏi bị Chúa khiển trách như dân thành Corazin, Bethsaida và Capernaum. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.